Để xem phim 5.1, ngoài dàn lo ra thì bạn cần cái gì? Cần cái này. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio và mình là Thông. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một chiếc Amply vừa có thể nghe nhạc được, vừa có thể xem phim được. Và đặc biệt giá thành của nó thì cực kỳ thấp. Và trước mặt mọi người đây, đó chính là chiếc Denon AVR-X250BT. Thì cái sản phẩm này chúng ta vừa có thể xem phim chuẩn 5.1 nè, vừa có thể là nghe nhạc, và nó có khả năng giải mã những cái âm thanh lên đến độ phân giải là 24 bit trên 192 kHz, và cái tốc độ truyền tải hình ảnh video của nó lên tới 4K Ultra HD. Và bây giờ mình sẽ đi vào để giới thiệu chi tiết về sản phẩm này cho mọi người cùng xem nha. Và đây là một sản phẩm chính hãng của Denon thuộc series X. Và cái sản phẩm này đang được bán tại Thiên Vũ với mức giá là 7.650.000. Nếu mà mọi người có nhu cầu mọi người mua thì mọi người liên hệ với số hotline của Thiên Vũ để được tư vấn cái mức giá chính xác nhất cũng như là những cái khuyến mãi của cái sản phẩm này đang có. Và bây giờ thì mình sẽ nói về phần thiết kế. Thì như những chiếc Amply khác thì chiếc Amply này được thiết kế dạng vuông vắn, dạng hình hộp chữ nhật, và chất liệu của nó được làm bằng nhôm. Và về màu sắc thì chiếc Amply này chỉ có một màu duy nhất là màu đen như thế này thôi. Về kích thước thì chiếc Amply này có bề ngang là 43.4 cm, chiều sâu của nó là 31.9 cm và độ dày của nó là 15.1 cm. Chiếc Amply này có cân nặng là 7.5 kg. Thì với cái kích thước và cái trọng lượng như thế này thì mọi người có thể dễ dàng đặt để ở những cái tủ TV hoặc là tủ sách một cách khá là dễ dàng. Đối với thiết kế Amply xem phim của Denon thì hầu như là nó đều có thiết kế giống nhau. Và để cho mọi người phân biệt được thì mọi người nhìn vào đây là chính xác nhất. Còn về cái mặt bên hông và mặt trên của chiếc Amply này thì nhà hãng đã thiết kế những cái khe thoát hơi ra như thế này. Thì điều này nó sẽ giúp cho cái việc tản nhiệt của những thiết bị bên trong Amply diễn ra một cách dễ dàng hơn, giúp cho Amply sử dụng được bền hơn. Và đây là mặt trước của thiết bị. Thì như mọi người thấy á, mặt trước của thiết bị sẽ gồm có hai cái núm vặn. Đây, bên đây là một nút chọn sụt xì lách. Thì khi mà mọi người chọn nhúc nút này có nghĩa là mọi người đang chọn cái chế độ đầu vào của Amply. Dưới đây mình dặn là FM, AM, Bluetooth. Đó, những cái chế độ đầu vào của Amply. Và bên đây là một cái núm vặn âm lượng để mọi người có thể điều chỉnh âm lượng. Chính giữa có một cái màn hình LED để hiển thị những cái thông tin, những cái thông số đang hoạt động của Amply. Và phía dưới này thì nó sẽ có 10 cái núm điều khiển. Và mọi người có thể kết hợp với remote của chiếc Amply này để điều khiển cái thiết bị dễ dàng hơn. Và phía dưới đây là một nút nguồn. Còn đây là một cái tem dán thể hiện những cái tính năng cơ bản của chiếc Amply này, như kết nối Bluetooth nè, chỉnh đâm bay audio. Và một xíu nữa thì mình sẽ nói chi tiết về những cái tính năng này cho mọi người. Và đây là mặt sau của Amply. Thì như mọi người thấy, đầu tiên ở đây là mình sẽ có cổng video in là hai đầu vào màu vàng như thế này. Đây là đầu vào in video RCA. Thì đối với những cái đầu vào nào mà không có hỗ trợ kết nối HDMI thì mọi người có thể sử dụng cái đầu in RCA này để mà kết nối vào. Nó sẽ có in và nó sẽ có out. Bên đây thì sẽ có là đầu out cũng RCA luôn. Phía dưới này là đầu audio in cũng là RCA, led right, hai cổng. Ở đây có một ngõ out ra của subwoofer là ngõ real này, là mình có thể kết nối out ra sub bằng ngõ này. Phía dưới là hai cái anten để mình có thể kết nối AM và FM. Thì đối với cái thiết bị kết nối này thì trong khi mà mọi người khui hộp ra nó sẽ có cái thiết bị kết nối này. Bên đây chúng ta sẽ có 5 cổng HDMI in, trong đó sẽ có 3 cổng hỗ trợ chuẩn 4K định dạng mã hóa là HDCP 2.2. Thì đối với chuẩn mã hóa này thì nó sẽ tạo ra một môi trường kết nối an toàn giữa đầu phát và thiết bị hiển thị. Đồng nghĩa với việc là mọi người muốn hiển thị, muốn xem những cái nội dung mà chuẩn mã hóa HDCP này à, thì những cái thiết bị đó cần phải hỗ trợ chuẩn mã hóa này. Thì đối với chiếc Amply này nó sẽ được hỗ trợ cái chuẩn mã hóa HDCP 2.2. Và đầu ra HDMI cũng là chuẩn 4K HDCP 2.2. Nó sẽ có một cái ngõ ra này. Thì khi mà mọi người cắm máy chiếu á, thì mọi người cắm vào ngõ này, cắm mỗi out ra máy chiếu bằng cái ngõ này. Phía dưới thì nó sẽ có 5 cái cọc đấu lo, lo phong trái phải, một cái center và một hai cái surround led right. Về mặt sau thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó. Vậy bây giờ thì mình sẽ chia sẻ về một số tính năng của cái chiếc Amply này cho mọi người cùng nắm luôn. Mình sẽ nói về cái tính năng cơ bản của chiếc Amply này. Thì đầu tiên là chế độ Eco Mode. Đây là một chế độ giúp cho điều chỉnh đầu ra của mạch khuếch đại công suất phù hợp với âm lượng của loa, giúp cho chiếc Amply sử dụng tiết kiệm điện hơn và nó làm tăng tuổi thọ
cũng như là cái thời gian sử dụng của chiếc Amply này. Ngoài ra thì chiếc Amply này cung cấp chất lượng video 4K Ultra HD thông qua việc truyền tải tín hiệu qua cổng HDMI đạt chuẩn HDCP 2.2. ngoài ra thì cái khả năng phát âm thanh Hi-Res chất lượng cao, giải mã các file có độ phân giải lên đến 24 bit trên 192 kHz, kết nối chuẩn Bluetooth 4.2 để nghe nhạc dễ dàng thông qua các thiết bị di động như là điện thoại nè, laptop nè, máy tính bảng nè. Ngoài ra nó sẽ hỗ trợ xem phim 5.1 chuẩn âm thanh vòm Dolby True HD DTS, giúp cho mọi người có thể trải nghiệm cảm giác xem phim sống động hơn cùng với cái dàn loa của mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ nói nhanh về cái thông số kỹ thuật của chiếc Amply này. Về cái thông số kỹ thuật thì chiếc Amply này đánh được 70W 5 kênh ở trở kháng lo là 8 ohm. Còn đối với lo có trở kháng 6 ohm thì chiếc Amply này có thể đánh lên tới 130W trên 5 kênh. Dãy tần đáp ứng của chiếc Amply này là 20Hz cho tới 20kHz và mức độ tiêu thụ điện năng của nó là 300W. Vừa rồi mình đã giới thiệu về tính năng cũng như là thiết kế của chiếc Amply này. Thì theo mình thấy chiếc Amply này sẽ phù hợp đối với những dàn lo 5.1 có công suất vừa phải, cũng như là mọi người có thể đầu tư cho một căn phòng xem phim ở gia đình mọi người tầm 15-20m2 và với mức kinh phí cũng trung bình, không phải là quá cao đó. Thì bây giờ mình sẽ xin tạm dừng video clip tại đây. Nếu mọi người cảm thấy thích video thì hãy nhớ like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của Thiên Vũ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những clip tiếp theo. Bye bye.